Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 640 ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo quy định, thì doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, tổ chức có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ việc, tiến hành lập hồ sơ. Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ vào hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6 năm 2020 và không tính lãi. Trong trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020, dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, thì vẫn được dừng các loại quỹ trên đến tháng 12 năm 2020.